Chào các bạn, tôi là Trần Đức Thuận. Lâu quá mới gặp lại các bạn. Hôm nay thì Thuận muốn trao đổi, chia sẻ với lại các bạn một cái vấn đề đang sôi sục trên mạng xã hội thời gian ngắn vừa qua. Đó là cái việc em, cái chị Á Hậu, chị Hậu TD á. Đây chắc chắn không phải là chữ viết tắt của chữ tình dục nha các bạn. Á Hậu TD chắc ai cũng biết rồi. Thì thế này, vào hồi tháng 9 năm 2018 thì cái chị Hậu TD này cùng với một số người khác, trong đó có MC Công Vinh, CV Công Vinh á, nữa rồi hai em sinh viên khác bị phòng BC45, thì bây giờ thời điểm này thì gọi là phòng BC02 đó các bạn, bắt quả tang có hành vi bán dâm đó. Thì kết quả xử lý vụ việc này thì là có một cái ông Tú Bà, nhà quận 12 gì á, rất là trẻ tuổi, thì bị bắt tạm giam, tới giờ chưa có ngày xét xử. Rồi thì còn những người, những cái chị Hậu rồi những cái chị Công Vinh rồi đó thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán dâm đó, còn những người mua dâm thì cũng có bị xử phạt đó, nhưng chắc chắn thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được cái tên của họ đâu, thông tin của họ đâu. Cái vấn đề đó là vấn đề về nghiệp vụ của lực lượng công an trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về mại dâm các bạn đó. Thì chắc chắn một điều rằng là sẽ không bao giờ có chuyện vô tình mà đạp cửa vô phát hiện bán dâm đâu, chắc chắn không bao giờ có đó. Đó đều là những trường hợp sử dụng nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát hết đó. Nếu các bạn mà thắc mắc có muốn biết thêm về nghiệp vụ này như thế nào thì có thể để lại comment bên dưới, Thuận chia sẻ sâu sắc hơn đó. Đây còn đây Thuận chỉ nói lướt qua thôi. Nói tiếp rồi, đó là chắc chắn lực lượng công an đã theo dõi rất là lâu rồi đó, họ biết được cái hoạt động của cái ông Tú Bà này rồi. Các bạn nên nhớ là mục đích chính trong trường hợp này là đều bắt triệt phá cái đường dây mại dâm do Tú Bà này Tú Bà kia dẫn dắt, chứ không phải là bắt do người này bán dâm hay người này hay người kia mua dâm đó. Rồi cũng chính vì vậy đó, chắc chắn sẽ không bao giờ có trường hợp nào người môi giới mà dâm á, Tú Bà mới làm cái lần đầu tiên bị bắt đâu. Không có. Lúc đó chưa có tên tuổi thì làm sao lọt vào tầm ngắm của lực lượng cảnh sát được. Anh phải làm nhiều rồi, anh nổi bật rồi. Đó, anh có thông tin trên xã hội rồi thì mới có thể bị bắt. Mới lần đầu không bao giờ bị bắt hết á. Rồi, đó là người môi giới, còn nếu mà người bán dâm á, nếu mà mới lần đầu bị bắt vẫn có thể có nha. Bởi vì cái người bán dâm nó quá là đen đuổi, chúng phải cái đường dây ông Tú Bà, ông tới giờ ông chết rồi, tới giờ bị bắt, tới ngày giờ đã bị bắt. Thì xui quá bữa đó chúng mình ráng chịu đó. Rồi còn vì những lý do thì chắc chắn rằng cái chị Hậu TD này trong tình huống này á, cái đường dây của chị á, là nó có lâu rồi, không có cái chuyện mà vô tình ngồi hứa hẹn giống như những cái bài ca con cá của chị đang thể hiện thảm đài trên mạng xã hội á. Chị nói là chị có đại gia nào khổ cho 1 tỷ, không bao giờ có ai không ai cho không ai điều gì hết á, 1 tỷ đồng lận á, chứ không phải giỡn đâu á. Khi mà người ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho bạn, rõ ràng lúc nào người ta cũng mong chờ một cái gì để nhận lại, chứ không có chuyện là giúp đỡ như bạn nói là khó khăn đâu á. Câu của chị TD, chị nói, chị Hậu TD chị nói là em vẫn còn ngồi chưa cởi đồ. Chữ chưa đó cũng là nó đã khẳng định rằng là chị sẽ cởi, chứ không phải là không cởi đồ, nó khác. Chưa thì sẽ có mà. Nên chị Hậu TD chị dừng lại đó về cái chuyện này đi. Đó, còn nhân tiện đây tôi cũng xin gửi gắm đến cái lực lượng PR rẻ tiền trong vụ này. Các cái chị phóng viên nhà báo đâu này kia nhận nhiệm vụ PR đó, nhận cái hợp đồng dịch vụ PR trở lại đối với cái chị Hậu TD này á, thì khi mà mình nhận cái dịch vụ nữa, mình hãy nghĩ kỹ cái phương pháp rồi cái cách trình diễn đó, chứ còn cái cách đang làm này là cái cách ngu xuẩn. Cái hiệu ứng ngược lại của nó đó là làm mất đi cái cơ hội dành cho cái chị Hậu TD này có cơ hội quay trở lại với lại showbiz, với lại ấy luôn, vì chắc chắn tẩy chay đó. Đúng không? Cái giải pháp hay nhất trong tình huống bây giờ đó, chị Hậu TD là nên lặng im một thời gian đi. Ngay thời điểm này nó rất là sôi sục, chị có làm gì đi nữa thì chị cũng trở thành là trò hề trò cười
đó, nên hãy lặng đi một thời gian rồi tranh thủ thời gian này á mình học một số cái lĩnh vực, cái khả năng mà mình nghĩ rằng mình có đó, ví dụ như ca hát, diễn kịch, diễn xuất gì đó, để chờ đợi một cơ hội quay lại đó, giống như một số người đã từng làm được đó, Hoàng Thị Linh hay là gì đó ha. Còn nếu mà chị không có khả năng, hiện giờ chị không có khả năng để chị lặng im và chờ đợi, có thể chị tài chính không có, thời gian không có, chị cần phải làm cái gì đó để thu thu hút nhanh lên á, ngay bây giờ thì chị có thể thầm lặng hoạt động cái ngành mình đã làm á một cách kín đáo và cẩn trọng hơn đó, chứ không phải kèo nào cũng nhận hết nha, kèo nào cũng nhận là chỉ có chết rồi. Rồi hoặc là kiếm đường cập với cái đại gia nào ở bên nước ngoài á, rồi cưới nó sinh sống cái người mà sẵn sàng chấp nhận cái chuyện quá khứ á đó, rồi sống trong thầm lặng luôn, lo chung lúc gia đình, lo lắng con cái gia đình đó, giống như một số chị em trong lĩnh vực showbiz đã làm được. Cái người người nào thì tôi không tiện nói tên ra đó. Rồi nhân tiện đây tôi cũng xin trả lời luôn cho những bạn nào có thắc mắc á, là thế này nè, tại sao những người bán dâm, những người mua dâm không bị bắt, không xử lý, mà những người môi giới mại dâm thì lại bị bắt xử lý về mặt pháp luật? Thế này nè, người mua dâm và người bán dâm suy cho cùng là vì thỏa mãn nhu cầu, một bên là cần cái vật và cần cái gì đó, một bên là cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý, một người bên là cần thỏa mãn yêu cầu vật chất tiền bạc đó, thì xét về mặt đạo đức thì họ có vi phạm, nhưng mà về pháp pháp luật á thì người ta chia sẻ về vấn đề này. Còn riêng với cái ông mà môi giới mại dâm á, ông này là vừa vi phạm luật pháp pháp luật lý á, vừa vi phạm đạo đức nữa, ông chả làm gì hết á, ông ăn trên đầu trên cổ người ta, ông khuyến khích người ta cái việc là trái luân thường đạo đạo lý, bán dâm mua dâm. Thì ông vi phạm. Thì nói sâu thêm để giải thích thêm cái tội môi giới mại dâm này, thì Bộ luật hình sự năm 2015 á, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 á, quy định tại điều 328 nó quy định thế này: người nào làm trung gian dụ dỗ dẫn dắt để người khác thực hiện hành vi mua dâm bán dâm thì bị phạt phạt tù. Đặc điểm của tội này á, là không có phạt tiền nha các bạn, không có mức hình phạt là phạt tiền, chỉ có phạt tù luôn, thảy vô là đi vô đóng hộp, vô trong hộp luôn chứ không có phạt tiền đó. Thì theo từ điển tiếng Việt mình á, cái chữ dụ dỗ á, thì nó có ý nghĩa là làm cho cái người nào đó siêu lòng mà nghe theo, làm theo bằng những lời hứa hẹn về quyền lợi. Ví dụ như là thôi em bán dâm cho đó đi, đó có nhiều tiền lắm, đi đợt này á, nó trả cho em 50 củ hoặc là 5.000 gì đó, hứa hẹn gì vật chất á đó, thì dụ dỗ đây khuyến đó là môi giới ha, kiểu dụ dỗ. Còn về dẫn dắt theo từ điển tiếng Việt á, là nó có nghĩa là hướng dẫn cho ai đó đường đến thành công. Ô, theo từ điển á, thì cái từ dẫn dắt này nó mang yếu tố tích cực, nhưng mà chỉ dẫn dắt được sử dụng trong cái cấu thành tội phạm này á, là nó mang ý nghĩa tiêu cực với các bạn, có nghĩa là dẫn dắt người nào đó vào con đường bế tắc vi phạm pháp luật bán dâm đó. Rồi nếu nếu mà bạn còn cái hành vi mua dâm bán dâm á, thế này là người nào giao cấu, thực hiện giao cấu giữa người này với người khác để nhận lại bằng để nhận lại hoặc phải chi trả bằng tiền hoặc lợi ích vật chất nha. Nếu nếu mà cái việc hai người giao cấu với nhau giữa người này người khác mà không vì những không vì tiền, không vì vật chất thì không phải là mua bán dâm. Vì vậy nếu cái người trung gian ở giữa đó giới thiệu cho một người đàn ông với một người đàn bà biết đến nhau mà không mà họ thứ nhất là không phải là dụ có thể là dụ dỗ dẫn dắt, nhưng mục đích không phải là để họ mua bán dâm với nhau, mặc dù có thể họ có thể có hành vi giao cấu luôn nhưng mà không phải mua bán dâm, thì không phạm tội giao cấu. Cụ thể như thế này, tôi đưa ra ví dụ nha. Tôi có một người bạn, tôi có một người bạn là người đàn ông, họ thành đạt nhưng mà họ không khó khăn trong việc kiếm bạn gái, thì tôi lại biết có một bạn gái thế này, họ cái người này thì phù hợp, thì tôi giới thiệu cho hai người đó gặp nhau. Quá trình hai người đó gặp nhau thì nó họ cảm thấy hợp, họ họ cho nhau nhiều thứ vật chất lẫn nhau, rồi họ có quan hệ tình dục nhau, nhưng đó không phải là mua bán dâm, đó là sự tình cảm yêu đương, thì tôi không phải là người môi giới mại dâm ha. Các bạn phân biệt rõ ràng chỗ này rồi. Vậy bây giờ nói thêm một chút về hình phạt, tại sao tội môi giới mại dâm này không có phạt tiền như nãy tôi đã giải thích rồi.
nó là thuộc phạm trù đạo đức, pháp luật và đạo đức, nên mức hình phạt nó tương đối là căng đó các bạn, gắt ấy. Ví dụ như ở khung 1 nè, khung 1 là phạm tội thì phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Các bạn nên nhớ là không có tù treo nha. Đó, phạt tù từ 6 tháng 3 năm chứ không có tù treo. Đó. Rồi, với khung 2 á thì là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Nếu có các cái ngoài cái việc dụ dỗ dẫn dắt ra thì nó còn cái yếu tố này thì sẽ phạt cái khung 2 là 3 năm đến 7 năm là phạm tội đối với cái người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi. Có nghĩa là mình môi giới cho tụi nó, hai đứa nó bán dâm, mà cái người mua hoặc người bán nó chưa đủ 18 tuổi, nó từ 16 đến 18 tuổi à, thiếu tuổi á, hoặc là có tổ chức. Có tổ chức đây thì Thuận không nói thì các bạn cũng hiểu rồi. Rồi có tính chất chuyên nghiệp nữa. Ôi cái đó thì đầy. Bây giờ các nhà môi giới là chuyên nghiệp hết rồi. Rồi phạm tội từ 2 lần trở lên, rồi đối với hai người trở lên. Môi giới chị Hậu TD với lại MC Công Vinh á là từ 2 người trở lên này. Đó. Rồi thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Cái số tiền này trong thời điểm này hết sức bình thường, nó rất là rẻ luôn á các bạn. Nghĩ coi. Theo tôi được biết là 50% hoặc là 40% dành cho người môi giới trong các pha này đó. Đó. Rồi tái phạm nguy hiểm. Tái phạm nguy hiểm là bị phạm tội rồi mà giờ mới vừa ra hoặc là vi phạm nữa. Rồi khung 3 đó là phạm tội trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm nha các bạn. Khá là nặng đó. Là A là đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đó, nếu mình môi giới dâm cho cái người từ 13 tuổi đến 16 tuổi mua bán dâm với nhau. Đó. Các bạn lưu ý nha. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là cái người nếu là môi giới cho người mua, cái người bán dâm. Cái người bán dâm là người nữ á. À mại dâm nữ nha. Còn mại dâm nam thì tôi sẽ bàn sau nếu các bạn có thắc mắc. Mại dâm nữ, cái người bán là nữ á, mà từ dưới 13 tuổi thì họ phạm tội hiếp dâm. Game nha. Tại sao như vậy thì các bạn có thể để lại comment với tôi cũng sẽ giải thích cho. Rồi khoản thứ hai là phạm tội bất chính từ 500 triệu đồng trở lên. Chuyện nhỏ 500 triệu đồng có khoảng 25.000 đô bằng một lần của chị TD. Không mà tôi nghĩ chị TD không có tới giá đó đâu. Trong cái pha đó đó là nâng giá cho thèm thuồng lên, chứ thực tế đâu có ai giao dịch 25.000 đối với chị TD này. Chị TD này thì phải cỡ 20 lần như thế mới ra được 25.000. À, rồi. Chào các bạn. Nếu cảm thấy hữu ích á, thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình, subscribe, comment, like để ủng hộ làm động lực cho mình ra tiếp những cái kênh, những cái tập tiếp theo. Tập tiếp theo Thuận dự tính làm đó là cái tội phạm cố ý gây thương tích. Đó. Các bạn nhớ đón xem. Chào các bạn. Chúc buổi tối vui vẻ.